Tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến sự cố máy bay VJ-356 của hãng hàng không Vietjet bị rơi bánh khi hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột vào đêm ngày 29 tháng 11 vừa qua. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết đã thu bằng lái vô thời hạn đối với hai phi công của Vietjet để điều tra sự cố nghiêm trọng này. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, trong những ngày qua, hai phi công người nước ngoài lái chuyến bay VJ-356 gặp sự cố đã có giải trình về sự cố này. Tổ điều tra cũng đã có các buổi tiếp xúc làm việc với hai phi công này để làm rõ những vấn đề liên quan. Mặc dù không ra quyết định đình chỉ tổ lái, nhưng Cục Hàng không cho biết đã thu giữ bằng lái của hai phi công từ ngày 30 tháng 11 để phục vụ công tác điều tra sự cố. Điều này có nghĩa là phi công cũng không đủ điều kiện để tham gia hoạt động khai thác bay. Đại diện Cục Hàng không cũng khẳng định việc thu bằng lái của hai phi công không có thời hạn. Khi công tác điều tra sự cố hoàn thành và có kết luận cuối cùng, đơn vị này sẽ có quyết định đối với các phi công. Bên cạnh đó, ngành hàng không cũng thu giữ và niêm phong hộp đen. Theo kế hoạch, trong tuần tới, đơn vị này sẽ phân tích, mô phỏng quá trình bay để làm rõ nguyên nhân vụ việc.